định lượng, phương pháp định lượng hóc môn. Một hồi mình sẽ chút nhận lên cái bài này. Nhưng bữa nay nó bắn nhiều lắm. Nó tưởng tôi không đi dạy mà. Nó báo với cả lớp rồi, bữa nay thì Nguyên không chạy. Rồi, vô, áo đen, vào đâu bằng. Hôm trước tôi đã nói rồi, định lượng hóc môn là dễ hay khó? Khó. Nồng độ hormone trong máu là cao hay thấp? Thấp. Như vậy muốn định lượng hormone thì các phương pháp hóa sinh thông thường mới định lượng được không? Vậy định lượng bằng phương pháp gì? Phải dùng phương pháp miễn dịch. Hôm trước đã nói rồi, chỉ có phương pháp miễn dịch là phương pháp duy nhất để định lượng hormone. Trong phương pháp miễn dịch là người ta dùng phản ứng kháng nguyên kháng thể. Người ta dùng cái phản ứng kháng nguyên kháng thể. Phải không? Thì lúc này hormone đóng vai trò là kháng nguyên hay kháng thể? Hormone đóng vai trò là kháng nguyên. Và nhiệm vụ của phản ứng kháng nguyên kháng thể là người ta sẽ cho cái kháng thể vô để nó đi tìm cái hormone. Phải không? Đó, như vậy là gì? Mình hình dung là gì? Có một cái phân tử nó chiếm số lượng rất là ít. Cái phân tử hormone chiếm số lượng. Mình hình dung là một cái biển đại dương mênh mông. Một cái đại dương mênh mông. Mà giờ đi tìm một hạt cát trong đó. Nhiệm vụ phải đi tìm một hạt cát. Giữ đây chưa? Thì người ta mới cho cái kháng thể vô để nó làm gì? Nó đi tìm con cái hormone nằm ở chỗ nào trong mênh mông đó, một cái biển nước vậy đó, thì nó sẽ tìm ra được hormone. Nhưng mà nhớ rằng là kháng thể chỉ tìm được hormone thôi chứ chưa định lượng được nha. Mai mốt thì người ta hỏi là dùng phản ứng kháng nguyên kháng thể nhằm mục đích để làm gì? A để tìm hormone, B để cân có hormone nặng mấy tấn. Hiểu không trời? C để chơi nhà chòi. Và D hết biết. Thì mình sẽ chọn là dùng kháng thể để làm gì? Trong định lượng hormone là dùng kháng thể nhằm mục đích để làm gì? Để dò tìm thôi, để tìm được nó thôi. Mà tìm là nó có độ nhạy cao lắm. Tại vì kháng thể nó chỉ kết hợp với cái kháng nguyên tương ứng thôi. Cho nên nó chạy vòng vậy nè. Khi nào mình gặp á, thì nó sẽ gắn. Rồi sau đó là định lượng nó bằng cách nào lại là một vấn đề khác. Hiểu đây chưa? Thì nó có hai cái phương pháp để định lượng. Thứ nhất là phương pháp miễn dịch phóng xạ cạnh tranh. Và phương pháp thứ hai là miễn dịch phóng xạ không cạnh tranh. Tại sao? Miễn dịch phóng xạ và cái thứ hai là miễn dịch NG. Có miễn dịch phóng xạ và miễn dịch NG. Thì trong miễn dịch phóng xạ thì nó mới có hai cái phương pháp. Trong miễn dịch phóng xạ nó có hai phương pháp là miễn dịch phóng xạ cạnh tranh và miễn dịch phóng xạ không cạnh tranh. Nó có miễn dịch phóng xạ và miễn dịch enzyme. Miễn dịch phóng xạ và miễn dịch enzyme. Thì trong cái miễn dịch phóng xạ thì lại có là miễn dịch phóng xạ cạnh tranh và miễn dịch phóng xạ không cạnh tranh. Giờ tôi mới hỏi nè, nếu cái tên của nó là phương pháp miễn dịch thì cái phần miễn dịch mục đích để làm gì? Nãy nói rồi đó, để tìm hóc môn. Còn cái phần mà phóng xạ hoặc enzyme á là mục đích để làm gì? Để định lượng. Thấy không? Nó có hai cái nhiệm vụ nghe, là phải tìm cho ra, đã tại vì nó ít quá phải tìm cho ra là nhiệm vụ của miễn dịch. Sau khi tìm ra rồi thì phải định lượng được nó. Hiểu này chưa? Cho nên người ta đặt tên nó là miễn dịch phóng xạ. Miễn dịch là để tìm, phóng xạ là để định lượng. Hoặc là miễn dịch enzyme thì miễn dịch là để tìm, enzyme là để định lượng. Đúng không? Rồi, bây giờ đi vô cái phóng xạ, đi vô cái phóng xạ thì lại có hai cái là phóng xạ, miễn dịch phóng xạ mà cạnh tranh và miễn dịch phóng xạ là không cạnh tranh. Cạnh tranh là sao? Cạnh tranh có nghĩa là cạnh tranh. Phải không? Còn không cạnh tranh có nghĩa là không có cạnh tranh. Đó. Hiểu không? Thế bây giờ mình sẽ học hai cái, thứ nhất là miễn dịch phóng xạ cạnh tranh là RIA, viết tắt là RIA, và miễn dịch phóng xạ không cạnh tranh thì viết tắt là IRECMA. IRECMA, một cái là RIA, một cái là IRECMA. Cái RIA là cái cổ điển, là cái người ta làm trước đây, bây giờ không ai làm nữa. Mình học cho biết thôi, chứ thật ra bây giờ không có ai làm RIA nữa. Bây giờ là người ta đều đổi sang IRECMA hết rồi. Thì tại sao nó lại như vậy, một lát tôi sẽ nói sau. Nhưng mà một cái là miễn dịch phóng xạ cạnh tranh, một cái là không cạnh tranh. Cái cạnh tranh là cái cũ, bây giờ người ta không làm nữa. Còn bây giờ người ta làm không cạnh tranh là IRECMA. Bây giờ tôi sẽ nói cái thứ nhất là miễn dịch phóng xạ cạnh tranh.
miễn dịch phóng xạ cạnh tranh nha. Tôi sẽ nói là cái thứ nhất là miễn dịch phóng xạ cạnh tranh. Rồi, Du. Bữa nay lên đây nhiều lắm. Lên hết các mấy ông nam rồi bà đầu lên hết á. Đây. Thành ra mà màu mè này là kháng thể kháng nguyên cần định lượng. Thành ra đây là kháng nguyên cần định lượng nha. Giả sử giờ là mình đang muốn định lượng insulin đi. Hiểu không? Mình đang muốn định lượng insulin thì đầu tiên mình rút máu bệnh nhân ra mình cho vô ống nghiệm. Hiểu không? Thì cái thằng cha này là insulin đang có trong máu đó. Nhưng mà nhớ là một thằng cha này hay nhiều thằng cha này? Nhiều lắm. Nhiều, nhiều không được phải là nhiều mà nó là ốc vô ý chứ ta là nhiều được. Nhưng mà nó không phải là một thằng cha mà là 5-6 thằng cha vậy nè. Hiểu không? Trong mênh mông biển cả và nhiệm vụ phải tìm ra thằng cha này. Hiểu đây chưa? Ok chưa? Tôi lấy ví dụ là một thằng cha này chứ không phải trong máu có một cái phân tử insulin cho cha nội. Hiểu không? Và thằng cha này đang là gì? Thằng cha này đang là kháng nguyên. Thằng cha này đang là kháng nguyên. Nhớ này chưa? Rồi. Bây giờ tiếp hai thằng cha đó. Có sao các em? Đây. Hai thằng cha vi phạm nội quy lớp học này. Hai thằng cha vi phạm nội quy lớp học này. Thì một thằng cha sẽ đóng vai trò là thằng cha này insulin nha. Thì thằng cha này cũng là insulin. Hai thằng cha này giống nhau không? Giống không? Hai thằng cha này là insulin. Bây giờ mình hình dung nó giống nhau đi. Thì ít nhất nó cũng có chỗ giống nhau. Hình dung là như vậy đi. Có thể là kích thước hơi khác một chút nhưng mà nó cũng giống nhau. Hiểu không trời? Thằng cha này là gì? Insulin của bệnh nhân. Còn thằng cha này là insulin ở bên ngoài đưa vô. Thì insulin này mình biết chưa? Biết rồi. Tức là thằng cha này mình đang lần đọc bài toán nè. Bài toán là thì thằng cha này ít gam. Ít gam. Bài toán hóa học đó. Ít gam. Còn thằng cha này á thì là gam, đã biết chưa? Biết rồi. Thằng cha này đưa từ ngoài vô. Nó cũng là insulin mà đưa từ ngoài vô. Hiểu đây chưa? Rồi. Lấy máu bệnh nhân cho vô ống nghiệm là có thằng cha này. Mà lượng nó là ít nanogam. Ít nanogam. Hiểu không? Rồi, thằng cha này thì biết lượng nha. Và thằng cha này thì cho gắn với chất phóng xạ. Gắn với chất phóng xạ. Hiểu không? Mà lượng cái này biết, còn thằng cha này là phóng xạ. Hiểu không? Rồi đổi đi trong đây. Đổi vô ống nghiệm. Như vậy lúc này trong ống nghiệm đang có hai cái insulin. Một cái insulin của bệnh nhân mà phải đang cần phải tìm nó bằng bao nhiêu nanogram. Một cái insulin đã biết. Hiểu không? Đã biết đưa vô và biết được cái lượng là bao nhiêu và nó gắn với chất phóng xạ. Hiểu tới đây chưa? Ok chưa? Rồi vô, go. Cho vô trong đây rồi đó, vô trong một ống nghiệm rồi đó. Thằng cha này là anti-insulin. Anti-insulin là cái gì? Là kháng thể. Đó là anti-insulin là kháng thể. Cho thằng cha này cũng biết trước luôn. Thằng cha này bằng bao nhiêu biết luôn. Hiểu không? Rồi đổi trong ống nghiệm. Như vậy lúc này trong ống nghiệm đang có máu bệnh nhân. Có insulin của bệnh nhân. Có insulin đưa từ bên ngoài vào. Gắn với chất phóng xạ. Và có kháng thể. Hiểu không? Rồi bây giờ cầm ống nghiệm lắc. Lắc. Thì nó sẽ xảy ra phản ứng hóa học là cái thằng cha kháng thể này để gắn với kháng nguyên. Hiểu tới đây chưa? Nhưng ở đây nó đang có một cái sự cạnh tranh. Nhớ là đây là phương pháp miễn dịch cạnh tranh. Cạnh tranh giữa ai nha? Giữa insulin của bệnh nhân và insulin đã gắn chất phóng xạ, gọi là insulin đánh dấu phóng xạ. Hai thằng cha này cạnh tranh để gắn cái thằng cha này. Hiểu không? Như vậy thằng cha này có thể gắn lên đây. Gắn cho là nắm tay xem. Hiểu không? Hoặc, cái này hoặc hay bà. Hoặc nha. Bây giờ không gắn lên đây nữa thì phải gắn vào bên đây. Hiểu không? Hoặc. Và nó cạnh tranh theo nguyên tắc gì? Nó cạnh tranh theo nguyên tắc là số lượng. Vậy nếu bên đây mà nhiều thì khả năng gắn lên đây cao.
Nếu bên đây mà nhiều thì khả năng gắn lên đây sẽ cao. Nó kiểu tắc cạnh tranh là cạnh tranh theo số lượng, hiểu không? Rồi bây giờ mình mới lắc lắc thì phản ứng này thu được cái gì? Nếu bây giờ cho mình biết phản ứng nha, bây giờ nếu mình lấy tờ giấy cho mình biết phản ứng nè, insulin, insulin là chữ ED nha, cộng với y đánh dấu sao, y đánh dấu sao có nghĩa là chất phóng xạ đó nha. Y cộng với y đánh dấu sao cả chất phóng xạ cộng với anti y, hiểu không? Rồi chuyển mũi tên ra thì phản ứng sẽ thu được cái gì nè, nhắc phản ứng sẽ thu được cái gì đây? Nó có nhiều cái thu được. Thứ nhất nè, trong cái này nó có thể là có lượng dư, nó sẽ có lượng dư, nó không phản ứng, hiểu không? Nó sẽ có lượng dư, nó không phản ứng nha. Như vậy nó có thể là có insulin của bệnh nhân còn dư, hiểu không? Có thể là có anti y còn dư, có thể là y sao còn dư, được chưa? Rồi nó cũng có thể xảy ra phản ứng thì nó cũng có thể thu được là anti y gắn với y và anti y gắn với y sao. Như vậy nó năm cái chất, sau phản ứng sẽ ra được năm cái chất, hiểu này chưa? Được năm cái chất đó, nó có thể còn dư. Rồi bây giờ người ta nghiêng, ta đổ bỏ hết, ta đổ bỏ hết, người ta chỉ giữ lại cái này thôi, giữ lại cái này, còn những cái gì dư hồi nãy ta bỏ hết, hiểu không? Bỏ hết, không có chừa lại gì, người ta chỉ lấy cái này thôi, ok chưa? Tôi không có đi sâu vào kỹ thuật nha, tôi không đi sâu kỹ thuật, tôi chỉ nói những cái nguyên lý chung thôi. Thế thì người ta bỏ hết đi, người ta giữ lại cái phức hợp, được chưa? Rồi bây giờ người ta thu được phức hợp này rồi thì cái thằng cha mà phóng xạ nè, ví dụ như iốt 125 hoặc iốt 131 nè, thường dùng iốt 125 hoặc iốt 131 để đánh dấu phóng xạ, thì cái thằng cha phóng xạ này nó sẽ phát ra tia phóng xạ, nó phát ra cái tia phóng xạ, hiểu không? Rồi người ta cho cái này qua cái máy đếm phóng xạ, nó có cái máy gọi là máy đếm phóng xạ. Như vậy hễ cứ cái thằng cha này phát một tia thì mình đếm được một phức hợp này, hiểu không? Mà nếu nó phát 100 tia thì có nghĩa là có 100 phức hợp này, ok chưa? Đó, hiểu tới đây chưa? Như vậy là người ta đếm thằng này, nhưng mà đếm thằng này, nhưng mà nguyên tắc là phải đếm cái thằng này bằng bao nhiêu. Vậy làm sao để biết được? Làm sao để biết được đây? Vậy thì nếu như cái phức hợp này nè mà càng cao, phức hợp này mà càng cao nè, hồi đó có học toán không, mấy bậc nghi mới là nó mua bằng dữ lắm nghe. Nếu cái phức hợp này mà cái lượng nó càng nhiều thì có nghĩa lượng này càng ít, tại vì nó là nguyên tắc cạnh tranh theo số lượng, hiểu không? Mà nếu thằng cha này, cái nhóm này nè mà càng ít thì có nghĩa thằng này càng nhiều, hiểu này chưa? Đó, nguyên tắc của nó là vậy đó. Thì trước đó người ta đã có một cái gọi là đường công chuẩn, trước khi làm này ta có một cái gọi là đường công chuẩn trước, ta có một đường công chuẩn trước, ta làm trước rồi đó. Tức là trước khi làm phản ứng này, người ta sẽ lấy một cái lượng này biết trước, rồi mấy cái lượng này nữa, và ở nhiều nồng độ khác nhau thì người ta vẽ ra một cái gọi là đường công chuẩn trước, rồi người ta mới cho cái x gam này vô. Hiểu thế này chưa? Thank you. Nào bây giờ chúng ta nhìn lên cái này, người ta gọi là đường công chuẩn, người ta gọi đây là đường công chuẩn. Đường công chuẩn này là đường công chuẩn có trước khi làm phản ứng trên bệnh nhân nghe, đường công chuẩn có trước. Thì dựa cái đường công chuẩn này thì chúng ta thấy là gì đây? Chúng ta thấy là cái trục tung này, cái trục tung này nè, là phức hợp kháng thể insulin và chất phóng xạ. Trục tung á là kháng thể insulin và chất phóng xạ. Trục hoành này là cái lượng insulin của bệnh nhân, trục hoành lượng insulin của bệnh nhân. Như vậy dựa trên nguyên tắc tỷ lệ nghịch sau đây, nếu như thằng này ở cái nồng độ bằng 0.98 thì cái thằng kia sẽ bằng 0.1. Đồ thị, đồ thị, họ đã học toán đồ thị còn mua bằng đó nhé. Còn nếu thằng này nó đang đây thì thằng này nó xuống đây, nó theo nguyên tắc tỷ lệ nghịch, nó theo nguyên tắc tỷ lệ nghịch, hiểu tới đây nha. Như vậy lúc này người ta chỉ lấy cái kết quả của bệnh nhân, cái đường thành công này có trước rồi, thì giờ người ta đo cho bệnh nhân này, đo cho bệnh nhân này, ví dụ như nó ra cái chỗ này của bệnh nhân, nó bằng chỗ này thì mình chỉ kéo sang đây thì mình suy ra được cái lượng optimal của bệnh nhân, hiểu không? À, mình kéo qua mà mình suy được lượng nhân ra lắm, tại vì cái đường này có sẵn, hiểu không? Rồi bây giờ mình đếm phóng xạ trên bệnh nhân á,
mình đếm cái phức hợp là mình đếm hàng ngày, mình đếm cái chục tung thôi nè, mình đếm được, phải bánh chúng ta đếm được, và mình sẽ suy ra chục hoàn, hiểu không? Đó, thì đó là cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật riêng, kỹ thuật này gọi là kỹ thuật riêng hay là kỹ thuật miễn dịch phóng xạ cạnh tranh. Cái kỹ thuật này nó có cái độ chính xác của nó là khoảng 95%, độ chính xác khoảng 95%. Tuy nhiên kỹ thuật này nó rất là khó, hồi nãy tôi không có đi sâu về chi tiết đó. Hồi nãy các anh nhớ là khi phản ứng xảy ra xong mình thu được cái gì nhớ không? Khi phản ứng xảy ra xong mình thu được nè, insulin mình nhân nè, insulin sao nè, kháng thể nè, rồi mới là hai cái mà kết hợp. Nhưng khi mình đổ thì làm sao mình loại được mấy cái kia? Nó là nước nghe, hình dung không? Nó là cái ống nghiệm, mình đổ là phải đổ hết, nhưng mà phải giữ lại một nước. Nó có 5 sản phẩm, nhưng mà nhiệm vụ khi đổ là phải đổ mấy nước? Đổ 4 nước, giữ lại nước, làm sao đổ được? Nói là nói lý thuyết thôi, còn nó là nằm trong ống nghiệm, nằm trong một điểm nước, hiểu không? Đó là nhược điểm thứ nhất. Tôi chưa có đi sâu vào kỹ thuật nha, nhưng mà khi em đổ làm sao đổ được 4 nước kia, giữ lại nước? Tại vì em đếm mà đếm một nước thôi. Nếu như em giữ lại cái thằng mà insulin gắn chất phóng xạ, nếu em giữ lại cái chất insulin gắn phóng xạ chưa phản ứng, hiểu không? Thì một lát anh sẽ đếm nó luôn đó, hiểu không? Tại vì nó sẽ bắn phát tia phóng xạ, cứ có nó bắn phát tia phóng xạ, hiểu không trời? Thì như vậy nó sẽ nhiễu kết quả đấy, tại vì nó phát tia phóng xạ em phải đổ bỏ đó. Như vậy nó sẽ gặp một cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ phải chính nó làm cho cái độ chính xác nó không được cao lắm, mà thường nó sẽ làm tăng giả tạo, tại vì nó sẽ thêm cái thằng mà insulin đã gắn chất phóng xạ còn thừa còn tồn dư, hiểu không? Rồi cái thứ hai nữa, nha, là cái thằng này nó hơi phức tạp ở chỗ là sau khi làm ra xong thì có ra được kết quả liền không hay phải làm thêm một bài toán nữa, làm bài toán. Và như vậy nó là ra kết quả trực tiếp hay cái kết quả gián tiếp? Nó ra gián tiếp. Thêm một cái nhược điểm thứ ba nữa, đó là nó yêu cầu người ta làm bài toán, mà không phải bài toán tỷ lệ thuận, mà là bài toán tỷ lệ nghịch. Mà thường cái người học y đó là đã không được học môn toán rồi, thường là gì, nó không được học môn toán. Khoảng 90% là mua bằng toán rồi, có 10% học nhưng mà cũng chỉ làm được toán tỷ lệ thuận thôi, toán tỷ lệ nghịch nó rất là khó, lại còn thêm toán đồ thị nữa. Là cái này là chắc chắn mà dân học y là cả thế giới đều không biết luôn, hiểu không? Cho nên nó dẫn đến khó khăn cho bác sĩ, vì bác sĩ không được học môn toán. Bác sĩ chỉ được học là văn, sử, địa thôi. Nó khó như vậy, cũng không được học hóa nữa, không được học sinh nữa, rất là khó. Thành ra nó làm cho cái việc mà đưa nó vô ứng dụng trong thực tiễn nó rất là khó khăn. Hiểu tới đây chưa? Vì vậy cái kỹ thuật này bây giờ người ta không làm nữa. Nó không làm chứ mới gần đây thôi, chứ hồi lúc mà tôi học và tôi làm kỹ thuật này, lúc mà tôi làm đề tài tiến sĩ của tôi là làm bằng kỹ thuật này, và tôi làm bằng cái kỹ thuật này. Nhưng mà cái thời tôi học đó là cái thời đó là khoảng đầu năm 2000 đó. Tôi làm kỹ thuật này nhưng mà lúc đó là còn chưa có áo chì mặc đâu, đây là chất phóng xạ nha, không có mặc áo chì đâu, cũng mặc đồ bình thường vô phòng thí nghiệm làm. Và cô hướng dẫn mới nói giờ muốn học thì vô đó làm, không muốn học về. Bà nói vậy đó, rồi thôi đi vô. Mà lúc đó chưa có vợ con gì cho nên đi vô mà cầm ống nghiệm gì nè, cầm không có găng đeo nữa, cầm ống nghiệm gì nè, rồi lắc, không có máy lắc đâu, lắc tay mà chất phóng xạ đó nghe, rồi chỉ có đeo khẩu trang mới áp luôn bình thường thôi, rồi lắc cái này, rồi làm thí nghiệm, rồi làm xong đổ xuống cống trôi ngoài chứ không biết xung quanh nó có vô sinh không thì nó biết chắc không xả. Nhưng mà thấy mình có vô sinh rồi, về đến đây mình có hai đứa con bình thường, hiểu không trời? Nó chắc không xả nó không báo trước nghe. Bây giờ mình đi sang cái kỹ thuật thứ hai, là cái kỹ thuật có tên là kỹ thuật Irekman, là cái kỹ thuật bây giờ người ta xài đó. Vậy là mà thế cái kỹ thuật này người ta làm sao? Kỹ thuật này nó làm nó phức tạp hơn một chút, nhưng mà nó lại độ chính xác lên đến 99.9%, coi như 100% luôn, và nó khắc phục tất cả những cái nhược điểm, cái ưu điểm của nó rất là tốt. Rồi bắt đầu go
dung. Lên nhiều lắm nghe, bắt đầu từ cái hàng ca này nè. Bên đây ca nào lên là hơn tới hàng ca đó, hàng ca đó là chạy chạy là đông này. Chạy sau thằng ca màu màu mè này nè. Thằng ca này xuống này là cho tôi nghe. Rồi, bây giờ đây. Đầu tiên là người ta dùng một cái kháng thể. Cái này là kháng thể, nhớ là mai mốt đề thi hỏi kháng thể kháng nguyên là rớt rồi đó. Đứa nào kháng thể nào kháng nguyên là rớt rồi. Đây là kháng thể. Người ta mới dùng một cái chất keo để người ta gắn cái kháng thể này lên cái thành của ống nghiệm. Người ta gắn cái kháng thể đó lên cái thành của ống nghiệm á. Cái ống nghiệm có biết ống nghiệm không trời? Rồi người ta gắn cái kháng thể lên thành ống nghiệm, gắn cứng mắt luôn. Và người ta gọi là cố định kháng thể lên pha rắn. Nó có hai pha, hai pha rắn và pha lỏng. Cái thành ống nghiệm là pha rắn. Một lát mình cho máu vô bên trong thì nó là pha lỏng, hiểu không? Đó, gắn kháng thể lên pha rắn, được chưa? Rồi, người ta sẽ gắn cái kháng thể lên trên pha rắn của thành ống nghiệm. Sau đó người ta mới rút máu bệnh nhân, lấy máu bệnh nhân người ta đổ vào bên trong, vô. Người ta sẽ rút máu bệnh nhân đổ vào bên trong. Thằng cha này là gì? Thằng cha này chính là insulin của bệnh nhân. Thằng cha này là insulin của bệnh nhân nha. Hiểu không? Đây là insulin của bệnh nhân. Người ta đổ vào trong ống nghiệm đó, đổ máu vô là pha lỏng đó, thì trong đó có insulin bệnh nhân và nó đang là X nanogram. Khi người ta đổ vào trong đó thì thằng cha này sẽ đánh lên thằng cha này. Đây là phương pháp miễn dịch không có cạnh tranh nha, không có cạnh tranh gì đâu nha. Ta đổ máu vô thì thằng cha này đánh lên như thế này. Để mà nghe nè, mai mốt để thi hỏi nè. Để mà có bao nhiêu thằng này thì nó gắn hết lên thằng này, thì cái lượng gắn này thằng này ban đầu phải sao? Phải gắn dư. Ở mai mốt đề thi sao học thằng này gắn với số lượng dư hay số lượng thiếu. Nhưng mà thật ra thằng này đã biết chưa mà gọi thằng này là dư. Chứ như vậy người ta sẽ gắn nó thiệt nhiều lên. Gắn cái vòng trời ơi quá trời luôn nhá. Gắn tính mặt lên bị tấn luôn. Hiểu không? Thì coi thằng này chỉ có nanogram thôi mà thằng này tấn. Thì có bao nhiêu thằng này sao? Gắn hết. Nhưng mà có thằng này dư không? Có, sẽ có thằng này dư nha. Có thằng này dư. Nhưng mà thằng này không có phát phóng xạ cho nó dư kể. Hiểu không? Đó. Nhưng mà có bao nhiêu này là gắn hết thằng này. Ok chưa? You. Rồi, thằng cha này là kháng thể. Kháng thể này là kháng thể thứ hai. Hồi nãy thằng cha này là kháng thể thứ nhất nha. Đây là kháng thể 1 này. Kháng thể 1 gắn lên pha rắn của thành ống nghiệm. Hiểu không? Rồi, thằng cha này là kháng thể 2. Thật ra là kháng thể với kháng thể là giống nhau hay khác nhau? À, kháng thể 1 với kháng thể 2 giống hay khác? Giống, nó là kháng thể mà nó giống hệt nhau à. Nhưng mà tại nhìn vậy thôi chứ thật ra cái kia thì giống. Hiểu này chưa? Rồi, cái thằng cha kháng thể này bị gắn cái chất phóng xạ. Thằng cha này là phóng xạ. Hiểu không? Thằng cha này là kháng thể 2 giống với kháng thể 1. Thằng cha này là chất phóng xạ. Ok chưa? Rồi ta đổ về đây. Đổ vô. Thì thằng cha này sẽ làm gì? Gắn lên đây. Ok chưa? Rồi, bắt đầu người ta mới nghiêng cái ống nghiệm ta đổ. Nhớ rằng khi người ta cho cái thằng này vô nè, cho hai này vô nè, thì cũng cho lượng dư. Nhớ chưa? Vậy thì thằng cha này gắn lên đây thì trong máu lúc đó còn cái cặp này mà cặp dư ngoài không? Hiểu không? Nó sẽ còn cặp này mà dư ở ngoài. Hiểu này chưa? Còn có bao nhiêu này thì gắn ở đây rồi, nhưng mà cho lượng dư mà, cho nên nó sẽ còn cặp này dư. Bây giờ mà cái cặp dư đó đang nằm ở trong pha lỏng. Hiểu không? Rồi bây giờ ta nghiêng ống nghiệm ta đổ thì sao? Tất cả cái gì lỏng mà đổ hết. Như vậy nó chỉ còn cái thằng này chính ở đây không? Đó, như vậy nó khắc phục cái chuyện hồi nãy mà đổ đi mà cái còn cái mất, nhớ không? Đó, nó khắc phục cái phương pháp riêng hồi nãy. Thì giờ nó đổ một cái là cái gì lỏng đi hết, chỉ còn cái gì dính vào cái pha rắn là còn thôi. Ok chưa? Rồi, bắt đầu người ta cho phát quang ánh đến phóng xạ thì thằng cha này là người ta phát tia.
Ok. Vậy nếu thằng cha này phát một tia, thằng cha này cứ phát một tia thì sẽ có một thằng cha này. Nhiệm vụ là đi đến thằng cha này nè. Nhiệm vụ đến thằng cha này, nhưng mà thằng cha này phát tia, thằng cha này cứ phát một thì có một nè. Có cần làm bài toán gì nữa không? Không, nó ra bao nhiêu ra luôn đó. Nó ra là 10, 20, 30, 40, 50 thì nó ra luôn. Không có cần phải làm gì nữa hết. Tại vì cứ một ông này là ra một ông này là ra một nè. Hay mình dùng cái từ là toán tỷ lệ thuận cũng được đi, để mình so sánh toán tỷ lệ thuận cũng được. Nhưng mà nói chung là nó ra kết quả gián tiếp hay trực tiếp? Trực tiếp. Toán tỷ lệ thuận hay toán tỷ lệ nghiệp? Toán tỷ lệ thuận thật ra cũng không cần toán nữa. Nhưng mà nói như vậy cho nó so sánh là bên kia tỷ lệ nghịch thì bên tỷ lệ thuận. Hiểu không? Và nó làm đơn giản hơn. Thấy nó cầu kỳ chứ thật ra nó làm đơn giản hơn, chính xác hơn. Độ chính xác là đến 99.9%. Nha, nó khắc phục được mọi hiện tượng. Hiểu không trời? Hiểu kỹ thuật làm chưa? Rồi, mai mốt trong đề thi người ta hỏi là em hãy so sánh giữa RIA và ERACMA trong đề thi có câu đó. Thì mình sẽ so sánh những cái điểm gì đâu. Thì mình thử nhớ là trong đó có một cái, nãy giờ tôi nói mấy cái điểm khác biệt này ha. Và còn một điểm khác biệt nữa nè, là RIA với ERACMA thì RIA đánh dấu phóng xạ lên kháng nguyên hay kháng thể. RIA đó, RIA là đánh dấu phóng xạ lên kháng nguyên hay kháng thể. Lên kháng nguyên, nhưng mà ERACMA là đánh dấu phóng xạ lên kháng thể. Hai này khác nhau nha. Hồi nãy chất phóng xạ là đánh dấu lên kháng nguyên, và bây giờ là chất phóng xạ được đánh dấu lên kháng thể. Đây cũng là một điểm khác nhau nữa. Hiểu này không? Điểm khác nhau giữa RIA và ERACMA. Rồi, nhìn lên đây nè. Nhìn lên nha. Cái thằng cha này đang ở đứng chính giữa. Thằng cha chính giữa. Ở ngoài đây là một cái kháng thể. Bên đây là một kháng thể. Thằng cha chính giữa. Nha. Còn kháng thể còn gắn thêm cái thằng này nữa. Cho cái kỹ thuật ERACMA còn có một tên gọi khác là kỹ thuật bánh mì kẹp thịt. Cái tên của nó đó là kỹ thuật bánh mì kẹp thịt, hay là bánh mì sandwich. Nha. Kỹ thuật bánh mì sandwich. Yeah. Bởi vì sao nó giống như hai cái miếng bánh mì kẹp cái miếng thịt vô chính giữa vậy đó. Yeah. Người ta gọi là kỹ thuật bánh mì kẹp thịt. Ok chưa? Đứng nguyên tới đây chưa có xong nha. Rồi bây giờ nhìn lên đây cho tôi nè nha. Cái màu xanh lá cây đang thể hiện cái gì? Màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây đang là cái kháng thể một. Kháng thể một này được gắn lên thành của ống nghiệm, gọi là gắn lên pha rắn của thành ống nghiệm. Cái màu vàng là cái gì? Cái màu vàng chính là kháng nguyên cần định lượng. Kháng nguyên là chính là hormone đó. Cái màu tím là cái gì? Cái màu tím chính là kháng thể 2. Cái màu tím là kháng thể 2. Và cái màu đỏ là cái gì? Là chất phóng xạ. Chất phóng xạ đã gắn lên cái kháng thể 2. Đó. Sau đó người ta đổ vào trong ống nghiệm thì chúng ta được một cái phức hợp là kháng thể 1, kháng nguyên, kháng thể 2 và chất phóng xạ. Ok. Rồi cái màu đỏ này phát tia thì chúng ta đếm được cái màu vàng. Định lượng là định lượng màu vàng, nhưng mà đếm là đếm cái thằng màu đỏ. Ok chưa? Kỹ thuật này độ chính xác rất là cao, và cho đến thời điểm này hầu như là bây giờ là định lượng hormone là bằng kỹ thuật này. Tuy nhiên là nó có cái nhược điểm là gì? Cái nhược điểm của kỹ thuật này chỗ là nó dùng chất phóng xạ. Mà chất phóng xạ thì nó nguy hiểm cho người làm và cho môi trường. Nó nguy hiểm cho cái người làm và cho môi trường. Hiểu này chưa? Vì vậy người ta sẽ cải tiến đi. Bây giờ người ta sẽ thay cái chất. Nếu như mà chất màu đỏ đó là chất phóng xạ, chúng ta có kỹ thuật ERACMA. Nếu bây giờ người ta thay cái chất màu đỏ này bằng chất huỳnh quang. Nếu ta thay nó bằng chất huỳnh quang, đúng không? Huỳnh quang thì nó ít độc hơn so với chất phóng xạ, nhưng nó vẫn là chất độc nha. Mặc dù nó ít độc hơn nhưng nó vẫn là chất độc. Thì lúc này chúng ta có một kỹ thuật mới có tên là kỹ thuật là miễn dịch huỳnh quang. Miễn dịch huỳnh quang, phía miễn dịch huỳnh quang. Nó chống hệt, về nguyên lý chống hệt. Chỉ có điều em thay cái thằng này là chất phóng xạ bằng chất huỳnh quang. Thì chúng ta có kỹ thuật là miễn dịch huỳnh quang phía. Và đối với kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang thì thằng này lúc này không phát tia phóng xạ mà phát gì? Phát chất huỳnh quang, phát cái tia huỳnh quang. Nó không phát chất phóng xạ, phát tia huỳnh quang. Thì cái tia huỳnh quang này mình sẽ đọc nó bằng kính hiển vi huỳnh quang. Dùng cái kính hiển vi huỳnh quang để đọc. Hiểu không? Nó có một cái kính hiển vi huỳnh quang. Tuy nhiên kỹ thuật này nó lại có cái nhược điểm ở chỗ là, thứ nhất, chất huỳnh quang vẫn là chất độc dù ít độc hơn so với chất phóng xạ. Thứ hai
là cái kính hiển vi hình quang đó thì nó rất là khó, nó mắc tiền lắm, nó mắc dữ lắm và nó khó kiếm lắm. Ở cả Việt Nam bây giờ chỉ có hai cái kính hiển vi hình quang thôi, hiểu không? Cho nên là cái kỹ thuật này cũng không thể nào triển khai ở các bệnh viện được. Nếu đưa về bệnh viện không có cái, thứ nhất là chất hình quang, thứ hai nữa là kính hiển vi hình quang nữa đó, cho nên kỹ thuật này cũng không triển khai được luôn. Hiểu tới đây nha. Thế bây giờ người ta lại thay cái ông này là đầu tiên chất phóng xạ thì thay bằng hình quang. Bây giờ thay ông này bằng gì nữa? Thay ông này bằng enzyme. Thay ông này bằng enzyme thì chúng ta sẽ làm một kỹ thuật mới có tên là kỹ thuật ELISA. Đã nghe cái chữ này nhiều nha. Đó, kỹ thuật ELISA, đó là kỹ thuật ELISA. Kỹ thuật ELISA miễn dịch gắn men. Men là enzyme chứ gì nữa? Gắn là nó gắn cái enzyme này vào đây. Kỹ thuật gắn men, miễn dịch gắn men. Kỹ thuật miễn dịch gắn men là ELISA, miễn dịch gắn men. Rồi, nghe đây nha. Chuẩn bị hai chai cái tiết dịch đây nha. Nghe đây. Nghe. Nếu thằng này là phóng xạ thì nó phát tia. Nếu thằng này là chất hình quang thì nó phát tia. Cái này mới tìm thôi nha, chứ chưa có định lượng á, mới tìm được thôi đó. Nhưng mà nếu là enzyme đâu có phát tia, vậy làm sao định lượng được? Cái này mới tìm thôi chứ chưa định lượng. Thì enzyme có chức năng gì? Enzyme mà chức năng của nó là chức năng xúc tác. Enzyme chức năng là xúc tác. Hiểu tới đây nha. Rồi, vô rồi, bây giờ với chức năng là xúc tác, với chức năng xúc tác thì người ta lại lấy một cái chất hóa học, lấy chất hóa học người ta đổ vào trong ống nghiệm, là chất này là chất hóa học đổ vào trong ống nghiệm, và chất hóa học này là chất hóa học không có màu, không có màu nghe, đổ vô thì cái enzyme này sẽ làm gì? Xúc tác phản ứng. Cái enzyme này sẽ xúc tác phản ứng, đúng không? Đó là enzyme mà, nó xúc tác phản ứng để biến một chất không có màu, dù cũng xích mình kỳ chút, thành một chất có màu mà te tua. À, tức là nó biến từ một chất có quần thành một chất không quần. Tức là nó biến đổi chưa? Biến đổi rồi, nó biến một đứa có quần thành một đứa không quần. Hiểu không trời? Không cả quần trong đó. Hiểu ở đây chưa? Và từ một chất không màu thành một chất có màu. Hiểu thấy không? Mà cái chất có màu này thì mình sẽ đi đem đo quang học. Nó có màu mà, thì mình đo quang ở cái bước sóng phù hợp, ở cái bước sóng phù hợp với nó. Hiểu không? Ok chưa? Vậy nếu mà đậm độ màu, người ta sẽ dùng đậm độ màu. Nếu đậm độ màu mà màu nó càng đậm, màu càng đậm thì có nghĩa là phản ứng này xảy ra càng nhiều. Phản ứng này xảy ra càng nhiều thì suy ra thằng enzyme này càng nhiều. Thằng enzyme này phản ứng càng nhiều. Thằng enzyme này càng nhiều thì suy ra. Nhớ là định lượng thằng này nhé. Nãy giờ mình lo cái quần không mà quên cái thằng này đi à. Định lượng thằng này thì thằng này càng nhiều. Nếu mà đậm độ màu này càng lợt, cái đậm độ màu càng lợt thì có nghĩa là phản ứng này càng ít. Thì có nghĩa là thằng này sẽ càng ít. Như vậy trong trường hợp ELISA này là người ta định lượng trực tiếp hay gián tiếp? Vẫn là định lượng gián tiếp. Nó phải quan thêm một phản ứng hóa học nữa. Và đo cái màu sắc. Như vậy độ chính xác sẽ sao? Độ chính xác nó sẽ giảm xuống. Như vậy lúc này độ chính xác không còn là 90-mấy% nữa. Độ chính xác giảm xuống khoảng 95%. Nó giảm xuống. Độ chính xác nó giảm xuống. Vì nó qua một phản ứng gián tiếp, nó phải thêm phản ứng hóa học mà nó đo là đo màu. Cái độ chính xác nó giảm xuống. Tuy nhiên nó có cái ưu điểm là nó thân thiện môi trường. Nó thân thiện môi trường. Hiểu không? Làm nó không có nguy hiểm cho cái người làm. Và sau đó đổ xuống cống cũng được, không sao. Không? Nó không có bị ảnh hưởng gì hết. Đó. Nó là phản ứng hóa học thôi. Nhưng mà nó có nhiều điểm độ chính xác thì không. Nhưng mà giảm xuống đến 95% thì chấp nhận được không? Được. Cũng có trường hợp nó
xuống còn khoảng 90%, có trường hợp nhưng mà thường khoảng tầm 95%, khoảng tầm vậy đó. Thì cũng được rồi, nên mình chấp nhận cũng không chính xác tuyệt đối. Nhưng mà các em nhớ là đơn vị nó là đơn vị nanogram, cho nên chỉ thay 1% thôi, hiểu không? Là nó cũng ảnh hưởng, cũng có ảnh hưởng thôi, không phải không đâu. Nhưng mà thôi mình chấp nhận và như vậy nó an toàn hơn. Yeah, thank you. Đó là kỹ thuật ELECMA. ELECMA là các phóng xạ thôi. Còn nếu mà đổi sang engine thì là ELISA. Nếu đổi sang huỳnh quang thì sẽ là FIER. FIER. Thì cái này người ta gọi là miễn dịch. Miễn dịch. Bây giờ đổi sang ELISA thì người ta gọi là miễn dịch engine, hay là miễn dịch cánh mềm. Hiểu không? Miễn dịch engine hay miễn dịch cánh mềm. Rồi, bây giờ nhìn lên trên đây một lần nữa nè. Tôi minh họa lại một lần nữa nè nghe. Đây là ai? Đây là ai? Thuộc bài tại lớp đây là ai? Kháng thể mấy? Kháng thể 1 đã làm gì? Gắn lên pha rắn của thằng ống nghiệm. Mai mốt ta cho đề thi pha rắn của từng con rắn nữa đó. Đây là cái gì đây? Đây là kháng nguyên của bệnh nhân gắn lên kháng thể 1. Nhớ rằng kháng thể 1 phải được gắn với lượng dư. Mai mốt trong đề thi sẽ cho là A lượng dư, B lượng vừa đủ, C lượng thiếu và D khác biết. Mà có đứa chọc là lượng vừa đủ đó. Đã không biết cái X đã đặt X gram rồi, đã X nanogram đã chọc lượng vừa đủ. Mày lên cho đi không? Vậy thôi mày khỏi định lượng luôn. Mày đã biết rồi mà mày không đi định lượng đó. Mà nó cũng đánh vô lượng vừa đủ. Mà nếu lượng vừa đủ có nghĩa là đã biết cái thằng này chưa? Mà nó đánh đó. Mà chị cũng đang đi định lượng thằng này. Nhiều khi cũng không hiểu nó đang học cái gì. Rồi sau đó người ta cho cái kháng thể thứ hai vô. Kháng thể thứ hai vô. Nhưng mà trong hình ảnh minh họa này người ta dùng đến kháng thể thứ ba. Hình ảnh này không dùng hai kháng thể mà cũng tới ba kháng thể. Càng dùng nhiều kháng thể thì độ chính xác nó sẽ càng cao này. Tôi không có thời gian để giải thích. Nhưng mà người ta còn dùng, tại vì trong kháng thể nó còn kháng thể đơn dọc và kháng thể đa dọc. Đúng không? Cho nên người ta sẽ dùng cái kháng thể thứ nhất và thứ hai này là kháng thể đa dọc. Nhưng mà trong trường hợp này người ta sẽ dùng cái kháng thể thứ ba là kháng thể đơn dòng. Kháng thể đơn dòng. Và kháng thể đơn dòng thứ ba này sẽ gắn với cái kháng thể thứ hai. Kháng thể thứ ba gắn với kháng thể thứ hai. Rồi, cái kháng thể thứ ba này mới gắn với cái phóng xạ. Kháng thể thứ ba này mới gắn với phóng xạ là cái cột màu đen này. Thì lúc đó mình có kỹ thuật này là kỹ thuật gì? ELECMA. Nếu thấy cái cột màu đen này bằng huỳnh quang thì có phía. Nếu thi cái cục màu đen này bằng enzyme thì ELISA. Nhưng mà nếu ELISA là thêm một phản ứng nữa, nếu ELISA thêm phản ứng hóa học nữa là cho một chất không màu vô để nó xúc tác phản ứng biến thành chất có màu, và lại đo qua cái chất có màu này để từ đó suy ra cái thằng này đó. Nó hơi phức tạp một chút rồi đó, hơi phức tạp một chút nhưng mà nó an toàn. Thấy vậy thôi chứ cũng đơn giản, không có gì phức tạp. Và bây giờ là các bệnh viện đều định lượng bằng kỹ thuật ELISA. Các bệnh viện của Việt Nam á, nhưng mà chỉ bệnh viện tuyến tỉnh làm thôi, chứ bệnh viện tuyến huyện thì hình như cũng chưa làm được nổi tiếng. Nha, chưa làm được nổi tiếng. Rồi, cái đó là mình học xong kỹ thuật định lượng. Bây giờ mình đi vào từng tuyến một. Đi vào từng tuyến một. Thì cái phần này là tôi sẽ không dạy nữa, phần này về nhà tự học. Tại sao? Nó sẽ học lại cái sinh lý á. Là bây giờ tuyến nó tiếp đạo môn gì, hiểu không? Cái tuyến nó tiết ốc môn gì đã học chưa? Học rồi. Rồi giờ học lại đi. Cái thứ hai là khi định lượng hôm qua tôi hôm bữa trước tôi dạy rồi. Bữa nay thứ mấy ta? Hôm nay thứ năm, cái bữa hôm trước là thứ rồi. Bữa thứ ba đó. Cái bữa thứ ba mình học đó thì tôi đã nói là phải định lượng tĩnh và định lượng độc. Nhớ không? Tĩnh và độc. Tĩnh là mình lấy máu mình định lượng luôn. Còn độc là trước khi lấy máu mình phải tác động vào nó. Mà độc thì có độc kích thích và độc ức chế, thì chọn một trong hai cái kích thích ức chế tùy cái bệnh. Nhưng mà cái nghiệp pháp kích thích và nghiệp pháp ức chế thì có nhiều nghiệp pháp nha, có nhiều nghiệp pháp lắm, hiểu không? Trên một cái óc mô thì có nhiều nghiệp pháp lắm, mình có thể chọn một trong các nghiệp pháp đó, không phải làm hết, hiểu không? Có một trong các, và cái này nó hơi khó học một chút, cho nên cái phần này là phải ô lại sinh lý. Ví dụ người ta đã làm test gì ăn, hay là test uống nước đường, hay là test ăn mặn,
rồi test âm là hay nó là cái test gì đó, hoặc là tiêm một cái thuốc gì vô thì lại phải học thêm bên dược lý nữa thì mới biết được nó là kích thích được ức chế. Thì trong giáo trình nó sẽ có những cái test này, nhưng trong giáo trình nó biết chưa có đủ. Đi thi người ta có thể cho những cái test ngoài giáo trình, vấn đề là mình phải nhớ được sinh lý và nhớ được dược lý thì mình mới làm được, chứ không phải là cho mấy cái test trong giáo trình không, hiểu không? Nó sẽ có cái test ngoài giáo trình nữa. Thì cái này nó là thuộc vào thẩm, nó thuộc vào lĩnh vực là thuộc bài của năm thứ hai sinh lý á, nghe, và thuộc bài về dược lý. Cho nên là tôi sẽ không dạy nữa, mà mấy người sẽ về nhà tự xem lại sách, tự xem sách nghe. Nhưng mà tôi sẽ giới thiệu sơ sơ thôi, một vài ốc môn thôi, còn mấy người về nhà tự xem nhé. Ví dụ như là mình sẽ định được các ốc môn của tiếng Anh, định lỡ môn tiếng Anh thì mình phải về nhà học lại là xem có những ốc môn nào của tiếng Anh, hiểu này nhá. Ốc tiếng Anh có những ốc môn nào mình phải xem chứ. Ví dụ như là có môn gờ ha, có môn gờ ha và môn tiếng Anh thì đầu tiên là mình định lực tĩnh, định lực tĩnh, phải không? Nhưng mà định lực tĩnh không có đơn giản nha, định lực tĩnh nhưng mà nó vẫn có những yếu tố ảnh hưởng. Định lực tĩnh nhưng mà mình phải có được, ví dụ như sao là đối với cái ốc môn gờ hát này nè, đối với ốc môn gờ hát này cứ 2 tiếng đồng hồ nó tăng, 2 tiếng đồng hồ nó giảm, cứ 2 tiếng tăng 2 tiếng giảm, 2 tiếng tăng 2 tiếng giảm, cứ vậy đó. Ốc môn gờ hát này cứ 2 tiếng hồ nó lên, 2 tiếng hồ nó xuống, 2 tiếng hồ lên, 2 tiếng hồ xuống, 2 tiếng hồ nó lên, 2 tiếng hồ xuống. Vậy thì mình lấy máu định lực phải lấy ít nhất mấy mẫu máu, ít nhất là mấy mẫu máu, hai mẫu máu này mình lấy cách nhau bao nhiêu giờ? 2 tiếng, lấy mẫu máu cách nhau 2 tiếng. Như vậy đây là định lực tĩnh hay định lực tập? Tĩnh hay tập? Lấy hai mẫu máu, mỗi mẫu cách nhau 2 tiếng là định lực tĩnh hay định lực tập? Vẫn là tĩnh nha, nhưng mà tĩnh nhưng mà lấy hai lần. Cái theo thời gian không phải định lực tập nha. Đó, đi thi rớt hoài à, người ta cho đề thi là theo thời gian mà mấy người lấy là mấy người sai, hiểu không trời? Mà theo thời gian nó vẫn là tĩnh chứ không phải là tập. Cái độc ở đây là trước đó mình tác độc vào bệnh nhân thì mới gọi là độc, còn lấy theo thời gian nó vẫn là tĩnh, nhưng mà tĩnh mà lấy hai lần, hiểu ý tôi nói không? Rồi nếu lấy mẫu máu vào cái giờ mà nó cao thì phải so với hàng số lúc cao, nếu lấy máu vào lúc nó thấp thì phải so với hàng số thấp. Nếu bây giờ mình lấy máu vào lúc cao mà mình lại so với hàng số lúc thấp thì bệnh nhân sẽ, cái người ta không bị bệnh cũng vẫn thành bệnh, hiểu không trời? Đó, mà cái chỗ này nó có một cái vấn đề gì nè, mai mốt ai là người lấy máu? Điều dưỡng, điều dưỡng nó đấy. Ai là người đọc? Bác sĩ đọc. Mình sẽ chết với cái thằng nội tiết này, nó nguy hiểm chỗ này nè. Nội tiết là phải lấy theo giờ, ốc môn não vậy, trong các môn gờ nát ốc môn não cũng vậy, là phải lấy theo giờ. Cho nên á, tôi thấy nhiều bác sĩ mình á là ghi gì nè, rút máu làm xét nghiệm gờ nát là cho không điểm đó, mà phải ghi rút máu làm xét nghiệm gờ nát lúc mấy giờ. Mình ghi y lệnh á là mình phải ghi giờ, còn nếu mình không ghi giờ là mình sai, là bác sĩ sai trước hết. Sau này mà pháp luật mình nhanh chết, pháp luật nó vô nó kiểm điểm ở đây, bác sĩ ghi trong bệnh án này, mà mọi thứ là phải ghi trên bệnh án, đâu có vô xóa được nữa. Bệnh này vừa tự vong mà nó tịch khung bệnh án liền, nó niêm bệnh án lại liền nha. Học cái bài tổng hợp niêm bệnh án lại, nó mời công an vô bắt đầu lật hồ sơ bệnh án ra, nó nghe bác sĩ chỉ này, bác sĩ không có ghi giờ, hiểu không? Thứ hai nữa, một cái điểm thứ hai nữa là giả sử mình ghi là lấy máu lúc 7 giờ, nhưng thực tế mà nó điều dưỡng có lấy cho mình đúng 7 giờ không? Bao giờ không? Bao giờ? Tại vì thứ nhất điều dưỡng người ta không mặc cái này, người ta không biết tầm quan trọng của việc lấy đúng giờ, ta không biết. Về nguyên tắc là điều dưỡng là bác sĩ biết cái gì, bác sĩ ra y lệnh gì nó phải làm đúng cái đó, nhưng thật ra nó cũng không có hình ý thức được đặc biệt nó quan trọng, thì nó nghĩ lấy giờ bác sĩ gì thì 7 giờ mà ai mà rảnh đâu thì thôi nửa đêm ta lấy cũng được thì ta lấy cho bác sĩ thôi chứ, hiểu không? Mà nếu tính ra bên bệnh viện thì ai cực hơn, bác sĩ hay điều dưỡng cực? Điều dưỡng nó cực quá, bác sĩ khám bệnh xong vô ngồi rung đùi uống cà phê, còn nó là lắng lê với bên bệnh nhân, nó lấy máu, nó tiêm chích, nó chăm sóc, rồi thay đang mở, không có điều dưỡng nào được nghỉ. Cho mấy người đi bệnh viện, mấy người thấy quần quật bên giường bệnh, nhiều khi một điều dưỡng mà 10 cái giường bệnh, xong giường này qua giường này, xong giường này qua giường này,
mà mình thì đi 7 giờ, nó không có cố tình đâu nghe. Cái người đi dưỡng ta không có cố tình, nhưng người ta chăm sóc là nó tâm mệt quá trời, nhưng mà ráng rút máu cho bác sĩ, chứ có nó thay sai rồi. Thực tế nó là như vậy, ý tôi đang nói thực tế như vậy. Cho nên đối với nội tiết là bác sĩ phải giám sát thời điểm lấy máu, không được bỏ qua. Mình ra là 9 giờ lấy máu và mình phải đứng 9 giờ lấy máu cho tôi, hiểu không? Lấy máu cho tôi đã, không muốn làm gì là nghe đó, phải nhớ nghe. Mai mốt trong đề thi mình có một câu trắc nghiệm như này: cái nào sau đây là quan trọng trong định lượng hormone? A, thời điểm bác sĩ ra y lệnh. B, thời điểm điều dưỡng rút máu. C, thời điểm điều dưỡng mang mẫu máu xuống khoa xét nghiệm. D, thời điểm kỹ thuật viên xét nghiệm cho mẫu máu vô máy. Đó, để đi có câu đó. Thì cái thời điểm nào là quan trọng? Là thời điểm rút máu. Còn bác sĩ thì phải biết được rút lúc mấy giờ là bác sĩ phải biết. Cái lúc đó bác sĩ nói trời, tao cũng không biết rút mấy giờ, điều dưỡng mày muốn rút tao rút đi. Mày lật sách cho mày coi chứ tao cũng không biết đâu. Hiểu không? Thì bác sĩ đó là bác sĩ gì? Mất tao khổ thật. Không cần dạy cho cũng không. Nhưng mà GH nó lại có thêm một điểm nữa. Đó là nó còn thay đổi thân ngày và đêm. Nó thay đổi thay nhịp ngày và đêm. Hỏi này là thay đổi 2 giờ nha. Cứ mỗi 2 giờ tăng 2 giờ giảm. Bây giờ giữa ngày và đêm cũng khác nhau luôn. Đây là ngày nè. Ngày là 2 tiếng tăng 2 tiếng giảm, 2 tiếng tăng 2 tiếng giảm. Nhưng buổi tối nè, 2 tiếng tăng 2 tiếng giảm. Vẫn là 2 tiếng tăng 2 tiếng giảm. Nhưng buổi tối nó lại cao hơn so với ban ngày nữa. Cho nên thật ra GH không có lấy 2 mẫu máu, mà GH phải lấy bao nhiêu mẫu máu làm xét nghiệm. Đây vấn đề kia, hỏi là xét nghiệm GH, xét nghiệm tỉnh GH phải lấy bao nhiêu mẫu máu? Tỉnh GH thật là phải lấy bao nhiêu mẫu máu? A, A một mẫu máu có trong ngân hàng đề thi nha. B, hai mẫu máu xét nghiệm tỉnh GH. D, C ba mẫu máu và D bốn mẫu máu. Mấy em chọn A, B, C, D. D đã chọn câu trả lời để đem thực hiện ốc dịch. Nhìn lên sơ đồ và cho biết chọn mấy mẫu máu. Đó, mình đã chiếu sơ đồ lên cũng không có nhìn đâu. Phải làm 3 mẫu máu. Bởi vì cái mẫu thấp, lúc thấp của ban ngày và buổi tối là như nhau. Người ta chỉ lấy một mẫu cao ban ngày, một mẫu cao buổi tối và một mẫu thấp. Thấp thì lấy mẫu ban ngày hay ban đêm đều như nhau hết. Đều như nhau hết. Một mẫu cao ngày, một mẫu thấp và một mẫu cao đêm. Lấy 3 mẫu máu thôi rồi rớt lẫn. Đây là xét nghiệm tỉnh hay động? Tỉnh, 3 mẫu máu. Nhớ nha, chúng ta làm đề thi là rất là cái chắc. GH liên quan đến cái gì? Chức năng GH liên quan đến cái gì? Tăng trưởng, đặc biệt là chiều cao. Mà đặc biệt là trẻ em. Đến người già là GH gần như không còn tác dụng nữa. Nó chỉ có vai trò ở trẻ em thôi, nhất là tuổi dậy thì là GH quan trọng nhất. Còn đến người già là GH tiết ra cũng như không để chơi chứ không làm gì hết. Vì vậy chúng ta có thể kết luận một điều rằng chúng ta cao lên vào lúc chúng ta đang ngủ. Khi chúng ta đang ngủ là chúng ta cao. Chúng ta không cao vào lúc chúng ta đang thức. Lúc ta thức cũng không có cao. Lúc chúng ta ngủ là lúc chúng ta sẽ dài ra, dài ra. Ngủ thì cái năm mà cho nên chúng ta dùng từ nó dài ra. Chúng ta không cao vào ban ngày. Nhớ cho tôi nghe. Vì vậy để khuyến khích việc tăng trưởng chiều cao thì một trong những tiêu chí quan trọng nhất là phải ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc thì mới có được chiều cao. Càng thức khuya là càng lùn. Càng thức khuya là càng lùn. Mà thường người ta thức khuya là để học bài, cho nên nó chỉ lùn 1m6 thôi. Có người thức để học bài đấy, cho nên bây giờ nó chỉ lùn có 1m6 thôi. Có người thức để học bài. Có người thôi chứ không phải tất cả. Có người thức ngày xưa nó thức nhiều quá để nó học bài, cho nên nó chỉ lùn được có 1m6 thôi. Thế ngày xưa là không có cơm gạo đâu mà ăn, hồi xưa là ăn bo bo.
Bo bo là một cái thứ mà bên là bên Trung bên Liên Xô đó là nó viện trợ cho Việt Nam. Bo bo là một cái hạt ngũ cốc dùng để nuôi gia súc ở bên Liên Xô. Nhưng mà ở Việt Nam lúc đó nghèo quá, người dân gần như là chết đói, thì Liên Xô mới viện trợ cho Việt Nam bo bo để ăn chống đói. Thì thường người ta nấu một nồi cơm lên, người ta sẽ trộn bo bo vô, cứ một lon gạo thì hai lon bo bo trộn vào nấu nồi cơm, hoặc là người ta nấu riêng. Thường thì người ta sẽ nấu riêng, xong bố mẹ thì ăn bo bo, còn con thì người ta sẽ cho ăn cơm đó. Nhưng mà thường mấy đứa bé thì nó không biết bo bo là gì, nó thấy lạ lạ thì nó thích ăn, cho nên sẽ dành ăn bo bo, hiểu không? Đó, đó là những đứa con hiếu thảo để cơm lại cho mẹ mà ăn bo bo, rồi thức đêm để học bài, cho nên bây giờ nó chỉ lùn 1m6 thôi vì nó ăn không đủ chất, hiểu không trời? Mà nó lại thức đêm để học bài, thức có khi 2-3 giờ sáng là bình thường, rất là bình thường luôn. 2-3 giờ sáng mới đi ngủ và chỉ ngủ khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ thôi, chỉ nhiêu thôi là được rồi, ngủ chi nó nhiều. Nhưng bây giờ cũng có những đứa lùn, nhưng mà nó lùn không phải để nó học bài mà nó thức để nó chơi game thâu đêm và suốt sáng, và nó xem phim X trong con, và đó là hậu quả của việc lùn. Vậy suy ra đứa nào trong lớp lùn là đứa đó thức đêm coi phim X. Mấy cái đứa lùn đó là mấy đứa đi coi phim X trong con. Còn mấy cái đứa mà cao nhỏng lên là làm biếng làm nhát, ngủ chưa thấy chưa sáng, ngủ chưa thấy chưa sáng, không có học hành nữa. Sau này mà làm bố làm mẹ, lớn một chút nữa là lập gia đình, có con, thì muốn cho con mình cải thiện chống nòi, cải thiện chiều cao là một tiêu chí quan trọng, là bé phải được ngủ đủ giấc. Đặc biệt là ở lứa tuổi dậy thì là phải ngủ đủ giấc, nó chỉ dài ra khi nó đang ngủ mà thôi. Đó, nhớ cho tôi nghe đó, phải hy sinh đời này để củng cố đời con, thức để canh cho nó ngủ. Ở trong lúc thức không làm gì thì có thể chơi game hoặc là bà tiền, còn đồng thời vợ chồng cùng nhau thức thì làm việc khác. Còn con là phải ngủ đủ giấc thì nó mới cao được. Chụp cái này nha. GH còn thay đổi theo giới nữa, nam khác và nữ khác nè. Tuổi này vẫn còn tuổi cá thì chiều cao nghe, lứa tuổi này vẫn còn bắt chiều cao đó, chưa có dừng đâu. Và đến tầm khoảng 24 tuổi thì nó mới chững lại. Còn lứa tuổi này vẫn còn đang dài đó. Ở bên là phước về tối về ngủ cho tôi nghe, không có học bài gì đây cho nó. Chiều cao là trên hết, chân nó có dài thì mới lấy được chồng. Lùn quá không thể nào nó lấy đâu, không có trước à. Ngủ thôi đừng có học bài, kể khi rớt bài môn không sao, bị lấy được chồng thôi. Và GH nó còn thay đổi với nam và nữ, nam bao giờ cũng cao hơn, cho nên nam thì nó tăng chiều cao tốt hơn vì GH nó nhiều hơn. GH nó còn thay đổi theo tuổi, càng về già thì GH càng thấp xuống vì nó không còn chức năng nữa, càng về già nó càng thấp xuống. Còn ở trẻ em mà nhất là tuổi dậy thì nó cao lắm, nó nhiều lắm, nó thay đổi theo độ tuổi. Thì tất cả cái này là định lực tỉnh rồi, nó còn định lực động nữa. Định lực động thì trước đó phải làm cái gì á, động phải tác động nó. Ví dụ cái này ví dụ thôi nha, là mình phải học lại cái trục, mình phải học lại cái trục, không vùng hạt đầu chính là cái gì, chính là cái gì, chính là GH sẽ kích thích gan, chính là somatopedin, phải không ạ? Rồi somatopedin sẽ làm tăng trưởng, làm tăng đường huyết đó. Ví dụ như bây giờ nếu như mà mình tiêm somatopedin cho bệnh nhân rồi mới định được GH thì nó là test kích thích hay test ức chế. Ức chế tại vì GH là kích thích gan, chính là somatopedin. Và nếu mình tiêm somatopedin mà cao lên thì cái tiêm sẽ giảm kích GH, phải không? Mà somatopedin thì nó làm tăng đường huyết, vậy nếu cho bệnh nhân uống nước đường thì nó là test gì? Test ức chế đó. Mấy cái này phải học lại sinh lý thôi, tôi chỉ điểm sơ sơ thôi, còn về nhà học sinh lý hết. Trong sách nó sẽ có một vài test nhưng chưa đủ nghe, tôi thông báo trước á nghe, chưa đủ đâu. Rồi tương tự với những hormone khác, tương tự đó, cái này tôi chỉ lướt qua thôi. Ví dụ hormone tế ác cũng định lượng tỉnh, định lượng động,
họ cũng phải về học lại sinh lý y hệt vậy đó. Ví dụ như test kích thích là test gì, test ức chế là test gì, hoặc là ACTH. ACTH thì cao nhất lúc 8 giờ sáng, thấp nhất lúc 23 giờ đêm đó. Mình phải học mấy cái này, mấy mốt đề thi nó sẽ cho. Phải lấy máu vào lúc mấy giờ làm xét nghiệm, lấy mấy mẫu máu, mình linh tỉnh. Thế là phải học không sắc là có hết, về nhà học cho tôi nha. Rồi học lại sinh lý. Sinh lý thì lúc trước ta chưa đề cập nhiều đến cái thời gian, chưa đề cập nhiều thời gian. Và bây giờ là đến tham gia kỹ năng, nó sẽ nói đến thời gian là phải lấy lúc mấy giờ, mấy giờ, mấy giờ nha. Ở định lượng đầu, vân vân. Và test, test kích thích là test gì, test ức chế là test gì. Ví dụ như mình đã học thuốc để sang metazone rồi không? Có kháng viêm steroid học chưa? Rồi, thế bây giờ ta nói là trước khi định lượng ACTH, người ta cho bệnh nhân uống một viên test sang metazone. Thì nó là test gì? Ức chế là tại gì cho đó kìa. Hỏi vì sao nó là test ức chế? Phải suy luận chứ. Vì sao là test ức chế? Vì sao trong dexamethasone cho nó lại là test ức chế? Mà cái test này hay làm đó. Mai mốt đi bệnh viện trường thì nó làm đấu nè. Tại vì nó chặt đấu một chiếc phát sinh á, là nó sẽ làm cái test này. Mấy cái trường hợp học chiếc phát sinh là nó, người ta sẽ làm test dexamethasone. Hiểu không? Đó thì mình phải biết chứ. Vì sao là test ức chế? Rồi lấy mấy mẫu máu cho test lượng tỉnh, là mình phải về nhà học nha. Rồi hormone FSH và LH. Hormone này nó lại liên quan chu kỳ kinh nguyệt nữa chứ. Ở nữ. Như vậy phải lấy máu theo chu kỳ kinh nguyệt nữa. Lấy vào ngày mấy. Nhớ là lúc rụng trứng á, nó là tỷ lệ mấy nữa, 1 phần 3 hay là 2 phần 3 hay là 3 phần 2 hay là 3 phần 1 nữa. Để thi sẽ có lại câu đó. Câu đó trong sinh lý cũng có thi và cũng có thi nữa. Nó liên quan đến lúc phóng loạn, rụng trứng. Phải không? Cái sơ đồ này là sơ đồ mà rụng trứng ngày xưa mình học đó. Bây giờ mà còn biết gì nữa đâu. Rồi, hormone FSH hay LH thì được tỉnh thành được đầu nha. Rồi, hormone protein. Protein. Protein là hormone sẽ tạo ra gì đây? Tạo ra sữa. Protein là hormone tạo ra sữa. Thì lượng tỉnh nó cũng thay đổi đó nha. Đó, mình nhìn vào đây nè nghe. Cái này là ban ngày nè. Cái này là ban đêm tôi cùng đây nè. Ban đêm là đồ thị nè. Cái này ban ngày nè, cái này ban đêm nè. Nhìn vào đồ thị này cho thấy protein được tiết ra nhiều vào một ban ngày hay ban đêm? Ban đêm. Đầu tiên là ban đêm. Nhưng mà nó có một sự kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn luôn. Buổi tối. Buổi tối đó là bà mẹ sẽ tiết nhiều protein và bà mẹ sẽ có nhiều sữa. Nhưng mà chính đứa con buổi tối lại tiết nhiều GH. Buổi tối là đứa con tiết nhiều hơn á. Vậy nếu mà tối mà mẹ cho con bú là trong sữa có canxi, phải không? Mẹ thì cho con bú mà lúc đó mẹ lại căng sữa, mà protein nhiều thì mẹ nhiều sữa, sữa lại có canxi, con thì lại GH nhiều nữa, nếu con bú được nữa là xong kiếm hợp bích luôn. Vậy đứa con sẽ sao? Sẽ phát triển chiều cao rất là tốt, rất là tốt luôn á. Cho nên nó là về nguyên tắc là phải cho con bú đêm, phải cho con bú đêm. Tại vì bản thân người mẹ là tối tiết protein nhiều hơn ban ngày. Vậy mẹ phải cho con bú đêm. Nhưng mà trong thực tế thì nó lại chuyện gì xảy ra đây? Thứ nhất, một số bà mẹ quan niệm rằng là bú là bú ban ngày thôi, tối phải cho bé ngủ. Cho nó bú nó thức không được. Cho nên bà mẹ không cho bé bú đêm. Nhưng quan niệm rất là sai chỗ này nè. Khi đứa bé đang ngủ mà đưa nó bú vô, nó vẫn làm gì? Nó vẫn bú, nó vừa ngủ cho nó vẫn bú. Đây là phản xạ không điều kiện. Cho nên là nguyên tắc của nó là phải cho bé bú đêm nhưng không được cho bé thức. Bích thức cái nó không chịu cao. Đó. Như vậy là gì? Không được đợi bé khóc đòi sữa mới cho bé bú, mà mẹ phải tự canh giờ. Ví dụ định là 2 giờ cho bú thật thì cứ 2 giờ nhét nó bú vô. Và nó đang ngủ là nó sẽ bú. Còn để nó khóc đòi sữa rồi mới cho bú là đã sai về khoa học rồi đó. Một khi bé nó khóc là nó thức dậy nó đòi sữa mà mới cho bé bú là đã sai. Ai nói người đi được việc mấy người để ý là khoa sản nha. Thường mấy bà là đợi nó khóc rồi mấy bà mới lấy sữa nhét vô là sai. Sai hoàn toàn. Thứ hai nữa là một số bà là biết lắm, là không cho bú mẹ mà lấy bình sữa để sẵn. Khi nào con khóc thì lấy bình sữa nhét vô miệng. Thôi sữa đó đâu có bằng là sữa mẹ đâu. Phải không? Như vậy ở đây tôi có một cái nguyên tắc đặt ra nè. Cho bé bú là cho bé bú đêm, bú theo giờ, không được để bé thức.
không được đẹp đẽ hơn. Bú là bú theo giờ mà không cho đẹp đẽ hơn. Nó đang ngủ chứ không phải là đợi nó khóc nó đói rồi mới cho nó bú là sao? Tự mẹ phải biết là khoảng bao nhiêu lâu để cho con bú một lần. Tự mẹ phải biết. Là mẹ thì người ta sẽ có những cái linh cảm của riêng người ta với đứa con, người ta sẽ biết là khi nào cần cho bé bú. Nhưng cũng có một số bà mẹ thì lại quan niệm rằng bé bú nhiều hơn ngực thì không cho bé bú. Một số bà mẹ thì cho rằng là gì, cho nó bú rồi làm sao tao ngủ, tao không phải ngủ nữa sao, mày thức kệ mày chứ, thì giao đứa con nó cho thằng chồng, tao còn phải ngủ, ai đẻ để tao đẻ, bây giờ có con này mày nuôi nhé, không chi sao mà đẻ, cái mẹ ngủ ngáy khò 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 làm con thức giấc luôn, bởi tiếng ngáy vang động rất chậm, có làm con này sai không? Và khi cho bú là phải bú cạn màu sữa nha, tại vì còn chừa sữa, trong sữa nó có nhiều canxi lắm, chừa sữa là sẽ làm gì liền, nó tắt mấy cái ống canh sinh nó xíu hoài, để sữa cái là nó tắt, mà tắt một cái là đau kinh khủng luôn rồi nó nhiễm trùng. Cho nên là bú là phải bú sạch. Còn một số bà mẹ cho rằng bú là nó bú hết sữa rồi sạch có là sai lầm, bú hết sữa thì theo feedback âm nó sẽ tạo sữa mới đó. Cho nên là bú sạch một bên bầu sữa sau đó nó sang bầu thứ hai, chứ không phải bú bên đây rồi nhảy bên kia, rồi nhảy bên đây nhảy bên kia, không có đâu nghe. Bú sạch cái bầu sữa thứ nhất xong rồi chuyển sang bầu sữa thứ hai cho nó bú sạch. Còn nếu bé bú không sạch thì mày làm gì? Vắt ra, chứ để đó là chết. Vắt kiểu như mình vắt quần áo đó, mà nó dài lắm không sao đâu, như cái mướp như thế, chừng nào thế thì thôi chứ. Nhưng mà thật ra cũng chưa đúng nữa, thật ra cũng chưa đúng. Một số bà mẹ tối thì nhiều sữa thì nhưng mà không cho thằng con bú mà cho cái thằng khác, cái thằng nó không cần tăng trưởng chiều cao nữa mà cũng không cần giá trị dinh dưỡng của sữa, nó đã ăn thịt được rồi, nó có đủ răng nanh răng hàm hết rồi thì cho nó nhai được không, một hai là cho cái thằng đó bú mà bú hết bầu một rồi còn gá nhét cái bầu hai luôn nữa, mà nhiều khi nhét hai bầu vô cùng lúc nữa, bởi nhiều khi nó sai lầm từ đầu đến cuối. Hiểu không trời? Sữa là dành cho ai? Cho bé. Dành cho thằng khác. Cuối cùng thì con á, bây giờ con của người nào mà suy dinh dưỡng là thằng kia nó đuổi theo. Kia nó đuổi theo. Còn nếu mẹ nè mà cho con bú mà ổng hết vắt á thì ổng nên, mà nên là nhờ thằng chồng á, tại sức hút của nó làm sao mạnh một cái ra, mà sữa cũng thích dinh dưỡng thì thôi bé bú không hết rồi thì cho nó hưởng sái chút, cái đó gọi là hưởng sái, mà cái động tác bút mút nó bú dù sao nó cũng tự nhiên hơn là bắt bắt mình nó đau, hiểu không? Thì mình cho thằng kia mặc cái động tác mút thằng nó mặc nó chứ là trời đang bước vậy này cái là chặt lép luôn rồi, từ đây mà nó xuống tới đây luôn đó, hiểu không trời? Nó nên đó là những cái nguyên tắc là nguyên tắc. Rồi nhìn ở đây, đây là phụ nữ Nhật, còn đây là phụ nữ Mỹ nha. Đề thi mới hỏi câu sau đây: phụ nữ Nhật và phụ nữ Mỹ, phụ nữ nào dễ bị liệt hơn? Gì đó. Tôi cho đề thi gì đó. Phụ nữ Mỹ và phụ nữ Nhật, phụ nữ nào dễ bị liệt hơn? Thế. Dựa trên cái hình này nè, trả lời câu hỏi phụ nữ nào dễ bị liệt hơn. Thế nó học không có liên hệ, học cũng như không, mấy người học gì cũng không làm gì được hết. Vùng vận động là nằm ở thùy chán, thùy này là thùy vận động, thùy này thùy cảm giác, thùy này thùy thị giác, thùy này là thùy thính giác, thùy này thùy vận động. Mà nhìn vào đây là thấy ngực của ai to hơn rồi? Phụ nữ Nhật là ngực nó bự hơn, nó đi chú chú gì là buổi tối đi tập đầu xuống liền không đeo quần đầu chịu tại vì nó đi nó cần có bữa con không đẹp, con phụ nữ Mỹ đi gì nè nó có thể đâu. Cho nên tỷ lệ liệt của phụ nữ Nhật là cao hơn so với phụ nữ Mỹ, có bao nhiêu đó thôi mà cũng không hiểu nữa, làm vì nó té đập cho
mà buổi tối lên đâu có thấy đường đâu, đi ra đi đáy đi tới 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 bốn cái người liệt luôn, thẳng 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 trong toilet lét nó lên nữa. Mà phụ nữ nhập tới lại không có nhà vệ sinh nữa, nó đi ra bờ chuối nó đáy nó té đập đầu rồi đó. Cho nên tạo hóa rất là hay chỗ này nè. Vì đây cái câu này nè, người nào mà càng luôn thì ngực sẽ càng to. Tạo hóa nó cho vậy đó. Tại sao vậy? Người luôn thì ngực to, tại nó giữ thăng bằng. Mày cao quá mà ngực mày bự, mày té là đầu chết rồi sao? Cho nên chỉ có đứa luôn ngực nó mới bự, luôn má bự kệ mày chứ đâu có sao không? Còn đứa nào càng cao hoặc là ngực sẽ càng nhỏ, tại vì ngực nó cao quá, ngực có chút xíu thôi, nó chỉ xíu thôi, nó không có té. Đây là nguyên tắc của giữ thăng bằng. Nguyên tắc giữ thăng bằng. Bây giờ nhìn mấy con nhỏ người mẫu thì chân dài không? Mấy người mẫu chân dài không? Dài. Vòng hai của nó chút xíu à, có 1 mm hả? Chân thì dài 8 thước, nhưng mà nhìn cái ngực đó đây xíu à, đưa cái tay vô nhìn nó còn chút xíu vô đây, không biết cái thò vô đây làm gì nữa, hiểu không? Cho nên là tạo hóa công bằng ở chỗ nè, mày dài đòn không, chân mày dài mày đẹp không, thì cái ngực mày nhỏ đó. Thế bây giờ mấy ông mà suy nghĩ nè, mình thích chân dài hay thích ngực bự? Ngực bự thì cái cơ hội mà nó nắm bắt nó sẽ chặt chẽ hơn, nó rất là công bằng. Mà phụ nữ Việt Nam là giống phụ nữ Nhật hết, phụ nữ Việt Nam giống phụ nữ Nhật hết, cho nên sửa phụ nữ Việt Nam nhiều lắm, sửa nhiều lắm, cho nên không thể nào mà đi sử dụng sửa cô gái Hà Lan được. Sữa cô gái Hà Lan làm sao bằng sữa cô gái Việt Nam? Mà thậm chí ở Việt Nam ông Thọ còn có sữa nữa mà. Đó, rồi những cái học môn khác cũng tương tự về nhà học cho tôi nha, hiểu không? Về nhà tự học cho tôi đó. Bây giờ mình sang cái bài thứ hai cùng một tiếp. Tiếp ra rồi thì nó gây tác dụng gì?